Rồi chấm đi, chấm đi đừng ngại ngùng, chấm sao cho tròn chị nha, chấm cho tròn chị. Chấm rồi không cần nhiều đâu, đưa tưa thôi đó. Lát này mình sẽ làm cái đường, cái cuốn nhị á, nó tưa tưa xuống nữa. Trời ơi cái này là dẻo dài luôn á nha. Có nghĩa là hôm nay đó, là buổi học hôm nay đó, là mình dựng hình nè, phác thảo dựng hình nè, rất là nhiều bông đúng không? Mình đã xong được cái phần khó khăn là phần phác thảo dựng hình rồi, bây giờ hoàn thành được cái bông đầu tiên thì mình sẽ hiểu vấn đề. Ví dụ em đã biết vẽ một cái bông rồi thì các bông còn lại nó vẫn thế thôi, hiểu không? Thấy sướng không? Có nghĩa là hiểu vấn đề, mình hiểu vấn đề thì mình sẽ phát huy ra, mình cứ từ từ mình làm bông màu đẹp bông đó nha. Đây là áo dài nên phải từ tốn, phải nâng niu, cứ từ từ mà làm, không phải vội vã cả. Phái còn ngắm hoài à ha, Đẹp quá luôn. thấy chưa? Ừ giờ nè, lát em lấy cái còn nhỏ xíu của thầy đi để mình vuốt cái cuốn nhị á, nó có cái cường cuốn xuống nữa, hiểu không? Hồi nãy là mình mới chấm hộp tròn thôi. Ừ đúng rồi, giờ nè đây nè, em vuốt cho nó có từ từ xuống dưới á, bắt đầu từ cái chấm tròn này nè, chấm tròn nè, em kéo đường nhẹ, hiểu không? Tại thầy đang quay phim nè. Ok nè, giống như vậy nè, chấm như nè đó, mờ vậy, hiểu không? Nó có những cái đường đuôi á, mờ mờ thôi, hiểu không? Giống như nó có cái cuốn nhị á, mờ mờ thôi, không cần rõ, mờ mờ nhẹ nhàng, nhớ cho nó mỏng thôi. Ừ mỏng mỏng mờ mờ thôi, đúng rồi, nhúng thêm màu vô từ tốn, vuốt cái mỏng mỏng lét luôn, vuốt nhẹ xuống cái nhị, người ta có cái cuốn đó bộ. Đúng rồi, ừ nhẹ nhẹ thôi, ừ mà mời thôi, được rồi đó, tiếp tục cái nào cũng vậy. Ừ rồi ok, chung là em cũng mới hoàn thành cái áo dài hoa mai rồi, quá quá dễ thương rồi. Mới học vẽ có mấy buổi mà bữa giờ em cũng bận dạy học, em đâu có đi học đâu đó. Đúng rồi đó, ừ vuốt xuống vậy đó, gan lắm, mới học vẽ mà dám vẽ áo dài luôn, hoa mai luôn. Còn đây là cái áo dài thứ hai đó, đây là cái áo dài thứ hai đó nha, chịu chơi ghê luôn á. Có nghĩa là thôi cái ráng vẽ đi tới cái áo mặc vậy đó, thấy không? Em thấy có cái cuốn xuống, em thấy nó dễ thương không, đúng không? Mờ mờ vậy thôi nha, đừng ừ mờ mờ thôi, nhẹ nhẹ thôi, rồi cho có thôi. Quan trọng là cái mấy cái hộp á thì nó tròn trịa, nó trắng, còn mấy cái cuốn nó mờ 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 vậy đó nó mới tự nhiên. Đúng rồi, nó cong 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 vô. Ừ giống bữa em chấm cái nhụy mai thôi, có gì đâu, hiểu không? Cái bông mai nó cũng có cái nhụy đó, rồi cái cuốn á, cái nó cong cong xuống, nó vút xuống dưới. Cảm giác sao em? Cuốn không thể tự. Ừ Cha sinh mẹ đẻ cái môn này là ghét nhất trên đời mà cuối cùng giờ biết làm. Trời rồi. ơi, mới có học mấy hôm mà nhà tô màu mình không nhìn ra mình Ừ vui ha, luôn. Sung sức lắm. mặt sướng, mặt sướng nhìn cho Nhìn ngộ hoài. ha. Đã quá. Đó thì em cái gì nhà em tự tốn em làm nha, em cứ làm những cái bông còn lại, làm được bao nhiêu thì làm, cái nào không hiểu thì mang lên đây rồi thầy dạy tiếp nha. Nhớ làm trong cái khả năng của mình, cái bông nào cảm thấy khó thì em để đó, còn cái bông nào em cảm thấy nó tương tự như cái hoa này em mới làm thì em cứ phát huy, em cứ mạnh dạn làm nha, được chưa? Rồi ná bông này nó cũng ná ná nè, hiểu không? Đó ừ ná ná, nói chung cái này còn dễ hơn đó, cái này tính ra còn dễ hơn đó, hiểu không? Trong tối ngoài sáng hết. Ờ đó, trong tối ngoài sáng nó cứ hừng hừng vậy đó, hiểu không? Con cho mình hiểu vấn đề. Ừ thôi em cứ từ từ làm Chết nha. chết chết thèm Ừ bảo nói chung nãy giờ mình nguyên cái vàng này nó hoành tráng lắm á, em thử em mở ra coi, nó khô rồi, bây giờ nó khô rồi, không có sợ đâu, lấy khung cũng được nữa, không sao hết á, nó khô rồi đó, nhìn nguyên cái hình nè, nguyên cái vàng bông nó cũng dài lắm á, làm từ đây tức là làm ừ nó dài lắm á. Này cái cổ áo nè, cổ áo nè, nó bắt xuất phát từ cái phần eo ha, đưa lên tới ngực ha,
rồi nó lại rủ dưới luôn ha, họ rơi đó, rủ rủ dưới luôn đó, nó rủ dưới luôn, giống như họ rơi rơi dưới vậy đó ha. Rồi cứ về nhà từ tốn, cứ làm một bông cho đẹp một bông nha. Ừ, đừng có vội vã nha, đừng có hấp tấp nha, từ từ nha. Rồi ok thôi nghỉ.